Từ thuở nào tôi sống nơi quê nghèo. Bà huy động vốn người ta bao nhiêu tiền? Nuôi nấng biết bao trẻ thơ. Kìa nhà chân dắt lá ôi đêm sao? Tôi sống trong yên bình tâm hồn để tươi vui. Về nhà chân dắt đất xưa kia còn đâu? Muốn giàu sang tôi bán đất nơi làng quê. Lời danh kia che mắng khiến tôi cuồng điên. Nay dân thân điệp vào con đường đầy thương đau. Nhớ, nhớ làng quê xưa ấy sao thanh bình. Chắc chắn là kỷ niệm yêu thương khắc ghi trong lòng. Đẹp mà bị vô ghi. Khi trắng tay tôi hiểu sai lầm lòng còn đau. Xây đắp tương lai này tươi những sắc màu bình. Bà lấy vợ. Nhớ, nhớ làng quê xưa ấy sao thanh bình. Kỷ niệm yêu thương khắc ghi trong lòng. Khi trắng tay tôi hiểu sai lầm lòng quặn đau. Trái đất tương lai này tươi những sắc màu bình yên. Bây giờ tôi đã nông nổi như vậy. Số tôi tới đây tôi chẳng lẽ số tôi tới đây là sao? Chị khóa nè. Ôi. Chị khóa nè. Ôi.
Lấy cô leo lên, cô ngồi phía sau nha. Bây giờ cô bình tĩnh đi, cô đừng có làm mọi chuyện nó rối lên được không? Nhưng mà sao tôi bình tĩnh được, ba tôi đang trong đó bây giờ. Ba tôi cũng bình thường, sao anh chị em tôi sống nổi rồi. Tâm bác sĩ người ta nói là ông mới có bị ngấm thuốc chút xíu hả? Bây giờ là sốt ruột còn khỏe thì... Thôi. Chờ người ta sốt ruột rồi hết hả? Nè nè, tự sao xỉu nghe vậy? Nè! Quyên! Trả tiền mà thấp quá. Đúng là bóc lột sức lao động mà. Ít nhất phải trả tôi là hơn chục triệu chứ. Tôi cũng đường đường là một thiếu gia con nhà giàu chứ bộ. Tại vì do gia đình xa cơ thôi, chứ tôi phải dạng tàu lao đâu. Trả thấp gì. Chú ơi, có làm gì không? Để tôi này làm giùm cho. Tôi cần móc dỡ hàng, cần khoảng 3 người thôi. Tôi nè. Tôi nè. Chú này, chú bốc vác nổi không? Dạ nổi, dạ nổi. Nhưng mà chú trả còn nhiêu tiền chú? 150.000 một ngày, cơm nước tự lo. Nhìn ông như vậy không biết làm nổi không đó. Công việc nặng nề lắm á, đừng có tưởng ngon mà bon chen. Thôi về nhà đi, nhìn cái tướng là biết làm không được gì rồi. Thôi nhìn chú là không đảm bảo rồi. Chú này nữa. Dạ. Ba người đi theo tôi. Dạ dạ. 150.000 ngày, tháng 30 ngày, tính ra tháng nhiêu? 4.500.000 vậy? 4.500.000. 4.500.000 mà biết bao giờ mới gom tiền phụ má trả nợ trời. Trời ơi, kiếm tiền sao khó vậy trời. Rồi sao đây ta? Ê, đi đâu đó mày? Dạ, em đang đi kiếm việc làm. Kiếm việc làm? Dạ. Có chuyện này không biết là mày có dám làm không nữa. Công việc này rất là nhẹ nhàng, không mất nhiều thời gian, nhưng mà lúc nào tiền cũng đầy túi hết. Tiền lúc nào cũng đầy túi hả anh? Anh giới thiệu em làm đi anh. Nó nhắc lại, công việc này rất là nhẹ nhàng, không mất nhiều thời gian, nhưng mà tiền đầy túi, không biết là mày có dám làm không nữa. Em dám mà, em dám mà. Anh nói đi, mình làm gì anh? Thiệt không? Thiệt. Vậy em cũng thú thật với anh là em đang cần nhiều tiền để em trả nợ cho má em. Vận chuyển hàng cấm. Cái gì? Vận chuyển hàng cấm hả anh? Sao la lớn mày? Anh, nhưng mà mình vận chuyển gì anh? Ma túy. Ma túy hả? Thôi, anh đi kiếm người khác đi. Nhưng kêu tôi đi vận chuyển ma túy à? Sao mày nhát gan như mày? Muốn kiếm tiền mà sao nhát vậy? Bởi với mày á, mày nghèo suốt đời hoài à. Không bao giờ nổi như tao đâu. Nhắm xíu là bị dụ rồi. Nguy hiểm thiệt á. Chạy lẹ lên,
chạy lẹ nữa lên. Trời ơi sao chạy chậm dữ vậy hả? Không biết mới sáng sớm có cái thằng ăn trộm nào mà lẻn vô đây rồi. Không biết á, ở nhà nào có mắc trộm cái gì không đây. Đây không phải là thật, đây không phải là thật, đây là mơ, đây là mơ, ngoài, đây là mơ, đây là mơ, đây là mơ. Trấn, dậy đi con. Nè. Ê, mệt quá, để tôi ngủ ha. Dậy con, Tiên. Trời đất ơi, ông mà. Nghĩ làm sao mà ông Đài tụi nó ngủ suốt đêm vậy hả? Ác sao mà ác quá vậy? Nó ngủ như vậy đó, nó vừa lòng hả dạ của tôi. Bà thấy không? Nó làm tôi xấu hổ, nhục nhã, bà thấy chưa? Hai đứa nó làm cái gì ông cũng giận, ông cũng la mắng, ông không vừa lòng. Thì giận riết rồi nó sợ nó phải làm vậy thôi. Rồi bây giờ ông Đài tụi nó vậy cũng đâu có ích gì đâu. Tha cho tụi nó đi. Con cái đứa nào cũng cứng đầu cứng cổ. Không đứa nào mà ngoan ngoãn chịu nghe lời cha mẹ. Tôi cả đời cực khổ để lo cho con cái ăn học. Bà thấy đó. Thôi đi, có nhiều đó nói hoài. Giờ bà nạt tới tôi nữa phải không? Nạt gì? Đây nè, thấy tụi nó ngủ vậy nè, thấy tội nghiệp không? Tôi hết sợ ông luôn rồi đó. Dậy, dậy con. Hai đứa, Trấn, Tiên, dậy, dậy vô trong buồng ngủ đi. Dậy lên giường ngủ đàng hoàng, không có ngồi dậy. Mở mắt ra, dậy. Chết gì, trễ giờ con. Đứng lên. Ủa, dậy con, dậy. Tỉnh chưa? Rồi, đi vô giường ngủ. Có chân té. Trời đất ơi. Tội nghiệp nhỏ. Mấy bữa nay lao đao công việc. Ăn không ăn được, ngủ không ngủ được. Nhìn mà không biết thương con hả? Ba. Ủa con. Ba làm gì đứng thập thò vậy đây vậy? À, ba đi tập thể dục. À, mệt quá. Chạy chút mà mệt quá trời đất. Tập thể dục mà thở hồng hộc giống như là ba mới bị ma đuổi gì đó. À, ma gì con, tập vậy nó mới có hiệu quả con. Tập thể dục. À. Ma. Hả? Ba gạt con phải không? Gạt gì? Suốt đêm qua tới giờ ba không có về nhà. Ba nói thiệt đi, ba đi đâu vậy? Ủa ba ở nhà mà ba đi đâu đâu? Con nói sao vậy? Ba ở nhà. Ba nói con nghe nè, ba quyết định rồi. Từ đây trở về sau mỗi buổi sáng ba sẽ tập thể dục. Bởi vì có thể dục nó mới tốt cho sức khỏe mình. Có sức khỏe là có tất cả. Có sức khỏe là có tất cả. Tập thể dục. Sao tự nhiên đương không đi tập thể dục ta? Nhưng mà rõ ràng là ba. Cái gì nữa vậy con? Rõ ràng là tối hôm qua con không có thấy ba về nhà. Ba nói thiệt đi. À, hôm qua ba đi nhậu. Ba về khuya. Tụi con lúc đó ngủ mà sao mà thấy ba về lúc nào đâu. Trời đất ơi, ba làm gì áo ba rách tả tơi vậy hả? Ba. À, hồi nãy ba chạy về trước á, nó máng vô cái bụi cây á, rách vậy á. Xui quá. Xui quá, đi tắm. Ủa sao có mùi nước hoa mà thêm cả mùi chó nữa.
Lạ vậy ta? Chắc chắn là có điều gì mờ ám đây nè. Cái gì vậy? Ủa chị gì? Gì ơi? Ba ba, ba. Ủa? Gì vậy? Chị ba. Ủa con. À, sao giờ này mày còn ở đây? Ba mày không vào bệnh viện rồi kìa. Ông uống thuốc này ông tự tử. Mày không biết hả? Ba uống thuốc này tự tử hả con? À, mày chạy chồng chồng đi. Dạ. Nè nè, ông thắng mình chạy nha. Dạ. Có chừng chạy xảy ra tai nạn đó. Dạ dạ. Ừ. Chị ba sao rồi chị? Ba trong lòng thấm cố sắp đổ ngược qua đi giờ. Nó chưa có tỉnh nữa. Làm vậy nữa. Ba ơi, ba mà có mạnh hệ đó làm sao chị em muốn sống được ba ơi. Không thể nào mà đứng nhìn gia đình mình tan nát như vậy được. Cha kia, đàn ông không biết kiềm chế, không biết điểm dừng. Tại sao mình lại làm chuyện như vậy chứ? Mình dại dột quá. Tại sao vậy? Tại sao mà ngu quá vậy? Mẹ xin lỗi con. Đau lắm phải không con? Mẹ cũng đang đau nè. Mẹ đang chết từng khúc ruột nè. Giữ gìn được bao nhiêu năm rồi. Nhưng mà khôn 40 năm, dài có 1 giờ. Hậu quá nghiêm trọng lắm. Giữ gìn 40 năm, xảy dưng có 1 phút á. Kêu lại ông Sùm vậy? Từ từ đã chứ. Dạ, chào bà anh. Bà hỏi ai? Dạ, cho tôi gặp Trường, chủ nhà này nè. Trường nào? Nhà của tôi mà. Anh nói gì kỳ vậy? Nè, anh coi, phải cái địa chỉ này không? Ờ, đúng rồi. Đây là địa chỉ nhà này. Dạ. Nhưng là nhà của tôi mà, không có Trường nào cả. Thôi mà, anh cứ cho tôi gặp Trường đi. Anh nói với Trường là ra đây, tôi gặp có một chút chuyện.
chuyện quan trọng lắm. Anh cứ nói là có Quý, Quý cần gặp. Mà Quý là bạn thân của trường á, là trường ra liền hả? Hả? Không có trường nào hết á. Tao đã nói rồi mà, bà đi về đi. Bà bị lừa rồi mà. Nhưng mà tôi tới đúng địa chỉ rồi mà. Anh làm ơn cho tôi gặp trường á anh. Anh ơi, anh chắc là bà bị điên hả? Nhưng mà anh ơi, anh làm ơn cho tôi gặp trường, anh nói trường ra đây gặp tôi chút xíu thôi nha. Tôi cảm ơn anh. Anh ơi, anh ơi, Trường ơi, Trường ơi, Trường ơi, đi ra đây gặp tôi đi mà. Người nhà của bệnh nhân Trương Lâm Giá. Chị, em ơi. Ủa chị, ba của em khỏe chưa chị? Ổn rồi. Chị, có kết quả của ba kìa. Hả? Sao rồi con? Ba tôi sao rồi chị? Qua rồi nhưng mà bác ấy còn yếu lắm. Hiện bác ấy đang ở phòng hồi sức cấp cứu. Người nhà cần chăm sóc thật kỹ thì bác ấy mới mau khỏe lại. Vậy là sống rồi hả cô? Sống rồi. Chị, nhanh chị. Hả? Ở trong bệnh viện. Làm gì vậy? Tôi xin lỗi nha. Tại tôi vui quá cho nên. Anh làm gì mẹ cười vậy? Hả? Chị nói rồi, tại chị vui quá cho nên chị mới. Mày vô duyên quá à. Thôi chị vô với ba đây. Anh. Hả? Cảm ơn anh đã giúp đỡ chị em nha. Thôi mày, lối sớm không thì mấy chuyện này anh phải làm chứ làm sao. Người ta nói mà hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau. Giờ vô thăm bác đi, anh về sáng mai anh đi làm sớm. Khoan, hỏi cái nào. Anh thấy chị em như thế nào? Thì thế nào là thế nào? Thì chị Quyên em cũng bình thường à. Anh với chị Quyên em nhiều khi chửi nhau như chó với mèo vậy đó. Thiệt, chửi vậy thôi chứ cũng bình thường à. À, cũng bình thường hả? Bình thường. Cũng bình thường, tao thấy anh chị rồi dựa gục đầu vô nhau rồi ôm nhau nhảy. Bảy. Nhiều khi mệt quá thì dựa cho chút đỉnh vậy thôi. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Anh em vui. Ta sao ngồi giống như ma vậy? Sao ngồi trước nhà tôi? Dạ, xin thôi lỗi. Thôi đi ra cho tôi đi. Đi ra quay. Chị ơi.
ôm nè. Cuộc đời của anh không có thiếu gì hết á, chỉ có thiếu tình thôi. Phải đến với anh nha, phải đến với anh nha. A sexing in my car, a whistle. Rồi chạy xe đi mất con cẩu à. Giờ hát này anh nhảy à, hát anh nhảy à. Trường ơi, Trường ở đâu vậy Trường? Sao Liên Mão đối xử với tôi như vậy hả Trường? Mày mà biết sợ ba mày thì mày đâu có trốn từ bển về đây. Số tôi sao khổ vậy trời. Ba, con... Số ba mày vô phước nên không có con cái gì hết. Một á là con nghe lời ba con trở về bển học. Hai á là không ba con gì hết. Con chọn đi. Ông ơi, ông biết tin gì không? Ông Giá uống thuốc rầy tự tử, cấp cứu trong bệnh viện rồi. Trời đất ơi, ông Giá tự tử hả? Ừ. Trời ơi, ông Giá. Bây giờ... Ông Giá ơi, ông Giá sao ông khùng quá vậy? Nè, đi vô trọng chi, qua thăm ổng đi. Ba cho con đi với ba. Đi đi. Ba. Không được đi qua bệnh. Qua bệnh xấu hổ, xấu mặt ba mày. Ở nhà, bà ở nhà canh chừng nó. Đi rồi. Không cho đi đâu cho tôi nghe không? Ừ. Ba. Như vậy không biết nữa. Ba thì có độc tài á. Tiên. Trời ơi, đi vô. Ông đã không muốn cho mày đi thì đừng có ý định bỏ trốn nữa. Chưa chờ nữa hả? Đi vô đi. Ông Thống, ông chạy đâu như ma đuổi vậy? Tôi lên bệnh viện thăm ông Giá. Ủa, ông sao ai vậy? Công chuyện gấp lắm mà, để trả lời sau đi. À, chị Thảo. Chị đi đâu đó, lâu quá không gặp chị, cho chị mặt thẳng ra nghe. Cảm ơn em. Ôi, sao bụng chị to thế này? Ăn nhiều không có tập thể dục bụng bự. Vậy à, vậy trông chị đẹp hẳn ra đó. Hai em đi chạy nha, chị đi vui vẻ. Cảm ơn em. Em đi vui vẻ nha. Dạ. Ủa Thảo, em đi đâu vậy? Đi đâu kệ tôi, hỏi làm gì. Bình tĩnh. Rồng hớt hớt hải vậy trời. Chắc tại duyên của má cho nên ba má nghĩ quẩn như vậy nè.
chị nữa. Tự nhiên giấu ba cho má mượn tiền à. Thôi mà Quyên, bây giờ tiền thì Quyên cũng cho má mượn rồi, Quyên khóc lóc có giúp ích được gì hơn. Thôi nha. Đúng đó chị, chị cứ khóc hoài cũng đâu giải quyết được đâu. Là em nghĩ là từ từ mọi chuyện cũng giải quyết được mà. Ba ơi, ba tỉnh dậy đi ba. Sao rồi, sao rồi? Má cổ. Sao rồi, trời ơi, có sao không? Ba. Trời ơi, tình hình sức khỏe ông sao? Ông nói tôi nghe coi. Ủa, ngủ hả? Mạch đập hơi yếu. Vậy à? Ba con đã qua cơn nguy hiểm rồi. Bây giờ chỉ cần đợi ba con tỉnh lại, rồi bác sĩ mới có chuẩn đoán tiếp. Ồ, vậy được rồi, vậy tốt quá rồi. Hoa hồng. Hơi xanh ông ơi, tôi thấy hơi xanh ông ơi. Nắm hoa hồng nghe, yếu lắm nha. Ủa, con này đây nữa hả? Dạ, con đưa bác vô đây mà. Ủa, bác, bác, bác có sao không bác? Ủa, anh lấy, nhanh. Nhanh ơi, bác có sao không anh? Bác có bị gì không? Con nhỏ này đây nữa hả? Hai đứa lượt ha. Đó. Chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Nhanh đây ba, tỉnh rồi nhanh. Ba. Ba thấy sao ba? Vậy là tôi chưa chết. Nói gì xui vậy ông? Sao không để cho tôi chết luôn đi? Thôi đừng nói vậy. Đừng nói vậy sao được. Ông mà chết rồi, tụi tôi lấy ai đâu mà bầu bạn? Đúng rồi. Phải sống chứ. Sống như vậy còn khổ hơn là chết. Ba đừng nói vậy ba. Bình tĩnh đừng có xúc động ông ơi. Ba, tôi với ông Tổ, bạn với ông đó, nhớ không? Con quyền với danh nè ba. Má tụi con chưa về nữa. Má. Đơn dù xa ông bướm xin đó đừng phụ nghĩa tào khang. Đêm luôn trong tinh bạn ngại mỏi mòn như đá dòng phụ. Đi cho con đi một chút đi. Nín. Đi vô. Thôi mà má, chuyện gì thì chuyện chứ giờ người ta gặp nạn mình cũng phải đi thăm chứ, đúng không? Má, má cho con đi thăm bác giá đi. Đi. Không năn nỉ ha. Đã một lần tôi làm trái ý ổng là ổng cho tôi sợ mất hồn rồi. Cái vụ thằng Trấn á, biết ổng đòi làm gì không? Đổ xăng vô người đốt như đốt đuốc vậy đó. Hết hồn chưa? Lần này là không có lay chuyển tôi nữa ha. Đi vô đi. Cho con đi chút xíu. Nói nghe không? Đi vô. Má. Đi vô. Đi vô. Nói gì? Trời ơi, má cũng nhốt con nữa. Đi vô. Kẹt tay bây giờ. Má. Má. Má ơi. Má con vậy đó. Ở yên đó đi. Má. Giỡn hoài. Hết.
sẽ tắt máy luôn vậy chứ, giận rồi quá. Ba có sao không? Ba tỉnh rồi. Bây giờ như tụi em đi xuống nhà. Không đúng rồi. Vậy hả? Vậy là tốt rồi. Thôi anh nhớ chăm sóc ba cẩn thận nha. Khi nào mà em ra được khỏi nhà này, em sẽ gặp chị ba công an liền nha. Cẩn thận đó anh. Anh Trấn, em thấy dạo này anh xanh xao quá à. Anh phải ráng nghỉ ngơi với lại ăn uống nhiều vô chút thì anh mới có sức khỏe để làm chứ. Anh Trấn ơi, anh Trấn ơi, tôi trả gốm cho anh nè. Không ai mua hết trơn á, để chật hết cửa hàng của tôi à. Tôi trả lại cho anh á, để nặng vía thêm à, làm hàng tôi ế ẩm theo luôn à. Anh tìm ai cứ gọi thì tìm đi. Thế được, anh phải làm cho bằng được và anh sẽ làm được. Vạn sự khởi đầu nan, anh không cho phép mình lùi bước. Anh Trấn, em tin là anh sẽ làm được. Chúng ta sẽ chiến thắng, chúng ta sẽ giàu có. Cố lên. Dạ thưa bác, con mới qua. Bác đỡ chưa bác? Quyên, tôi có mua chút trái cây nè, lát nữa Quyên gọt cho bác ăn nha. Cái gì đây? Quà. Quà? Quà tặng cho ba tôi. Ừ. Trời, thôi mà lâu lâu tôi mua quà biếu cho bác, có gì đâu Quyên, cảm ơn nè. Tôi đâu định cảm ơn gì đâu, nhưng mà hình như là bây giờ cả cái xã này hồi xưa đến giờ ba tôi là người đầu tiên được anh tặng quà đó. Trời ơi, sao Quyên chọc ghẹo tôi hoài vậy? Ủa mà tôi mua quà tặng cho bác chứ đâu phải tặng cho Quyên đâu. Quyên làm gì Quyên chọc ghẹo tôi? Tôi đâu nói anh tặng tôi đâu. Chứ ai biểu Quyên chọc ghẹo tôi làm chi? Tại thấy lạ quá cho nên phải phải hỏi. Tôi tưởng là trong cái từ điển của anh nó không bao giờ có chữ quà cáp luôn á. Sẵn tiện á, tôi có một cái lời khen này muốn gửi đến anh. Đó, ta thấy hồi nãy giờ Quyên nói câu này là nghe được mà. Sao khen sao? Là mai mốt á, cô nào á mà lấy phải anh á chắc là vô phúc lắm á. Xin lỗi cô à, ai mà lấy tôi là kiếp trước có tu á, có phước lắm á. Không dám đâu, tu gì mà tu, có mà tu hú à. Thôi con qua đây con thăm bác chút xíu, thấy bác khỏe là con mừng. Thôi bác nghỉ con về nha. Cảm ơn con. Dạ con tu về cẩn thận nha. Dạ con tu về nha. Cảm ơn anh Thiện Kẹo. Trứng hồn vịt lộn. Nhìn cái mặt trời kìa. Mà
ơi, cảm quá trời ông nội ơi. Mình thích bạn rồi đó nha. Mình cũng thương bạn lắm á nha. Sao không ta? Làm như vậy thì có thai không ta? Mà rủa có thai thì phải làm sao đây? Trời ơi, lúc đó chắc cắt cái mũ cao đeo lên mặt còn sao nữa. Nhục quá trời nhục mà. Trời, cái áo mới vừa mua trời, sao mình không có đầu óc làm chuyện gì hết vậy nè. Vậy Khá, bây giờ vậy là hết giận em rồi đúng không? Nếu vậy á, thì mai mốt bà anh hết bệnh, tụi mình lại lên bệnh viện cho nông dân quê nghèo luôn dành tình thương cho láng giềng hiện quanh ta. Mà tội gì? Em có làm gì đâu tự nhiên nổi nóng với em vậy? Chẳng trao trên đồng bên này bình kiểu nhau gặt luôn, chừng làm tay bùng nhưng lòng bình yên bên mái tranh nơi làng quê. Tháng ngày yên vui ấy trôi qua rồi, chỉ còn thương đau những chuyện nơi này. Khi chúng ta được còn đâu gì tiền bạc kia, nhưng đã mang tiêu xài quăng phí khi người dạy đi. Một làng quê che chở bao trẻ thơ, một làng quê nuôi nấng bao tình yêu, một làng quê thương nhớ trong lòng tôi, nghề tình nơi đây mất theo từng ngày qua. Một làng quê che chở bao trẻ thơ, một làng quê nuôi nấng bao tình yêu, một làng quê thương nhớ trong lòng tôi, nghề tình nơi đây mất theo từng ngày qua. Một làng quê thương nhớ trong lòng tôi, nghề tình nơi đây mất theo từng ngày qua.